Rồi bây giờ sẽ có một cái kỹ thuật nữa là gọi là cái kỹ thuật slow down và speed up. Slow down và speed up là sao? Ví dụ như mọi người có biết cái fade in fade out của mình rồi đúng không? Đây là fade in nè, fade out nè. Rồi thì khi mình bao ra như vậy rồi cái fade in vào, fade out ra, mình tạo nó là cái lệnh như vậy. Sau đó mình sẽ chọn vào cái vùng trắng này, mình bấm chuột phải, nó sẽ hiện ra cho mình nè. Mình đang chọn đây là cái vùng này là fade in. Nhưng mà bây giờ mình muốn không muốn fade in chỗ này, nhưng mà mình chỉ muốn chỗ này là speed up, thì mình thử chọn coi nó là gì nha.